Ok, trên tay mình đây là Galaxy S24 Ultra. Em này thì phải nói rồi, hot rần trên mạng mấy ngày nay, cho nên là độ hot của em này thì khỏi phải bàn cãi. Tuy nhiên là người ta không nói về ngoại hình hay thiết kế, người ta cũng chả nói về hiệu năng quá nhiều. Thứ mà người ta thật sự bàn tán là về tính năng AI, hay Samsung gọi là Galaxy AI ở trên S24 Ultra hay là dòng S24 series á, nó là như thế nào, nó là gì và tính ứng dụng của nó có cao hay không. Vậy thì cùng mình check qua những cái tính năng AI trực tiếp trên em S24 Ultra này nhé. Intro. Minh Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Cái đầu tiên chắc chắn là nhiều anh em sẽ cực kỳ thích giống như mình, đó là tính năng khoanh vùng nâng cao. Mình thấy đây cũng là tính năng có tính ứng dụng cực kỳ cao, cũng như là dễ thực hiện nhất. Ví dụ như là anh em đang lướt web nè, lướt Insta, TikTok gì đó, xong thấy có một cái món đồ hay là item gì đó hay hay mà đâu biết sợ nó như thế nào đâu, đúng không? Vậy thì chỉ việc nhấn giữ vào nút Home nè, anh em có thể khoanh lại cái món đồ hay là item mà anh em muốn tìm. Đỉnh không? Cái này nó trực quan và dễ dùng hơn Google Lens cũ rất là nhiều nhé, mà thao tác cũng rất là nhanh nữa. Thứ hai là tạo hình nền AI trực tiếp ở trên điện thoại. Nếu như mà anh em vẫn đang lo nghĩ tìm kiếm một cái hình nền cho nó độc đáo ngay trên em S24 mới mua thì khỏi phải lo nữa. Bây giờ S24 lo được cho anh em một cái hình nền cực kỳ độc đáo và cá nhân của riêng anh em có rồi, thay vì phải tải những cái hình nền free trên mạng. Rồi bây giờ vào một thay đổi hình nền nè, rồi chọn phần sáng tạo. Ở đây anh em có thể chọn một hình nền bất kỳ có cái vai mà anh em thích ha. Sau đó chỉ việc thay đổi các đặc điểm hay là đặc tính của hình như là mình á, thì anh em sẽ có một cái hình nền mới mà chỉ riêng anh em mới có thôi. Đây là một tính năng cho thấy được tính cá nhân hóa cực kỳ cao ở trên S24 series năm nay nha. Thứ ba là dịch cuộc gọi trực tiếp. Cái này thì sẽ cực kỳ tiện cho những anh em nào đi du lịch hoặc là phải giao tiếp với người nước ngoài qua điện thoại. Cái này thì chỉ cần khi mà anh em thực hiện cuộc gọi nè, anh em chỉ việc nhấn vào nút hỗ trợ cuộc gọi, chọn dịch trực tiếp, sau đó lựa chọn anh em muốn dịch từ ngôn ngữ nào sang ngôn ngữ nào là xong. Giờ thì thoải mái nói chuyện bằng tiếng Việt, máy sẽ tự động dịch trực tiếp lúc mà anh em đang gọi cho người bên kia đầu dây luôn. Cái tính năng này phải gọi là đỉnh thật sự anh em ạ. Thứ tư là trợ lý tin nhắn cho anh em, và với em trợ lý này thì anh em sẽ có 3 tính năng chính. Trước tiên là dịch văn bản, cái này thì khá là đơn giản rồi. Thứ hai là check và sửa lỗi chính tả trong tin nhắn của anh em, cái này thì khá là hay nhá. Anh em sẽ không còn sợ phải cơm bát trên mạng mà sai chính tả nữa. Chỉ cần nhắn một cái đoạn văn bản anh em chọn vào kiểm tra chính tả nè, thì AI sẽ tự động phát hiện và đề xuất sửa lỗi cho anh em. Cuối cùng là anh em có thể thay đổi phong cách viết cho đoạn văn bản gốc của anh em. Có nhiều kiểu nha, có chuyên nghiệp nè, lịch sự, có kiểu social, kiểu emoji để anh em có thể thay đổi style tin nhắn cho nó hay ho hơn. Thứ năm là trợ lý note và ghi âm. Với Samsung Note được tích hợp AI á, thì việc tóm tắt một cái văn bản dài là dài, nó sẽ cực kỳ dễ dàng. Ví dụ ở đây mình có một cái đoạn văn bản cực kỳ là dài luôn, không giống một cái note lắm ha. Vì anh em chỉ cần làm là quét toàn bộ văn bản, sau đó chọn tóm tắt thì máy sẽ tóm tắt lại ngắn gọn cho anh em à. Anh em cũng có thể có nhiều cái option khác như là format là đoạn văn bản hay là dịch văn bản nữa. Bên cạnh đó thì anh em có thể biến một cái đoạn ghi âm thành văn bản luôn nhé. Cái này sẽ tiện cho những cái buổi họp hành mà có ghi âm nè, hay là những cái buổi phỏng vấn mà có sử dụng chức năng ghi âm. Muốn chuyển thành văn bản thì trước tiên anh em phải cần có một cái file ghi âm. Sau đó chỉ cần bấm vào cái file ghi âm đó, bấm vào phiên âm, đợi một chút là máy sẽ soạn ra và thậm chí là phân loại người nói cho anh em luôn. Đỉnh cao thật sự. Thứ sáu là tính năng AI hỗ trợ lướt web. Một cái ví dụ điển hình nhất là khi mà anh em đang lướt một cái trang thông tin dày đặc và dài thon như là trang Wikipedia này đi, thì anh em chỉ việc chọn vào biểu tượng Galaxy AI ở thanh công cụ web trên Samsung nhé, chọn vào tóm tắt thì đây, tất cả các thông tin đều được tóm gọn lại cho dễ hiểu và cũng rất là đầy đủ thông tin nhé. Cái này thì mình cũng thấy đây là một tính năng có tính ứng dụng cực kỳ cao nha. Cuối cùng không thể thiếu đó là chỉnh hình rồi. AI mà khi mà kết hợp với hình ảnh thì nó sẽ cực kỳ là bá đạo. Vào một tấm hình ha, bấm vào biểu tượng Galaxy AI, anh em có thể điều chỉnh xoay hình các thứ. Thì thường khi mà xoay sẽ để lộ ra các khoảng trống này, và anh em muốn mất đi thì phải crop lại. Nhưng mà với AI máy sẽ fill lại những cái khoảng trống đó cho anh em luôn, và nhìn cực kỳ là tự nhiên nhá. Anh em sẽ không biết được tấm hình này đã được qua chỉnh sửa đâu. Bên cạnh đó thì anh em cũng có thể xóa vật thể hoặc là di chuyển cái vật thể đó đến một cái vị trí khác trong tấm hình. Chỉ việc khoanh cái vật thể đó lại, sau đó chọn xóa nếu mà muốn xóa đi, hay là di chuyển nó đến một cái vị trí khác. Cuối cùng là bấm tạo là xong. Uầy, nhìn nó tự nhiên thật sự anh em ạ. Tổng kết lại thì anh em thấy sao về những tính năng AI có sẵn ở trên S24 Ultra cũng như là S24 series năm nay? Để lại comment cho mình biết nha. Anh em thích tính năng nào nhất, hay là tính năng nào anh em thấy vẫn chưa nổi bật, hay là có tính ứng dụng chưa cao cũng comment cho mình biết luôn. S24 series cũng như là S24 Ultra đang được bán ở Minh Tuấn Mobile với nhiều ưu đãi cực kỳ đặc biệt cho anh em, cho nên là anh em nhớ nhanh chân, nhanh tay ghé lại Minh Tuấn Mobile nhé. Cuối cùng là nhớ like, share, subscribe cho channel của Minh Tuấn Mobile. Bye anh em.